Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, từ đầu tháng 7 cho đến nay, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ bộ phận tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngay từ cơ sở. Sau khi chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, mới đây chi bộ 17 thuộc Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ này hiện có 26 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo nhiều khởi sắc ở khu dân cư. Hai năm 2020 và 2021, chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thì cấp ủy chi bộ của khóa cũ cũng đã có những cái trang trở, cũng đã có những cái chuẩn bị để làm thế nào đó là giải quyết được cái lao động, chuyển đổi ngành nghề, tăng thu nhập cho nhân dân, nhất là sau cái tình hình đại dịch Covid thì đời sống của nhân dân rất là khó khăn. Thì chính vì vậy thì cấp ủy chi bộ phải tăng cường cái biện pháp để giải quyết việc làm, và đặc biệt là phải củng cố xây dựng cái đội ngũ cán bộ ở khu dân cư thật sự vững mạnh, có tâm huyết, nhiệt tình và có uy tín trong nhân dân. Từ đầu tháng 7 đến nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo các chi bộ cơ sở tổ chức đại hội chi bộ một cách chu đáo, đảm bảo tiến độ theo quy định. Đảng bộ thành phố hiện có 3.141 chi bộ trực thuộc, trong đó có 1.200 chi bộ tổ dân phố, thôn. Thực tế là hiện nay, đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư đa số lớn tuổi, trong đó từ 61 đến 70 tuổi chiếm đến 60%. Cùng với đó, công tác tạo nguồn rất khó khăn, nhiều khu dân cư thiếu đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh ở cơ sở. Chính vì vậy, trong công tác chuẩn bị, các địa phương tập trung khắc phục khó khăn, đảm bảo nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đối với lại đảng ủy cũng chỉ đạo có cái cấp ủy chi bộ phải bám theo cái hướng dẫn, cái quy định của đảng để xây dựng cái nhân sự của cấp ủy của chi bộ mình. Phải đảm bảo được cái số lượng, cái tiêu chuẩn và về phẩm chất, đạo đức của từng đồng chí trong cấp ủy. Phải có cái tính kế thừa, phải đảm bảo được là tính kế thừa trẻ và nữ trong cái cấp ủy của các chi bộ. Sau đại hội thì chúng tôi sẽ có cái tổ chức tập huấn cho các cái cấp ủy chi bộ để các đồng chí trong cấp ủy để nắm chắc những cái quy định của đảng, cũng như là hướng dẫn một số nghiệp vụ về công tác đảng để các đồng chí nắm và điều hành và thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị trong cái nhiệm kỳ đấy. Bước đầu tiên là phải rà soát công tác nhân sự, sắp xếp củng cố kiện toàn cái hệ thống chính trị dưới cơ sở trước, và đặc biệt là đối với Hòa Vang thì chúng tôi rất là cân nhắc, vì bởi lẽ là trước đây chúng tôi có một cái đề án 05 về là kiện toàn hệ thống chính trị dưới cơ sở. Trong cái đề án đó đạt ra mục tiêu là phấn đấu là các đoàn thể chính trị xã hội ở dưới cơ sở là ít nhất là 70% đảng viên là nắm cơ và trụ chức. Chính vì vậy lần này chúng tôi chỉ đạo đại hội là trước hết là rà soát lại cái hệ thống chính trị, và dự kiến là phải kê cáo cho được trưởng thôn và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội vào cấp ủy. Thời gian qua, chi bộ khu dân cư đã thể hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, kịp thời chuyển tải những chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo chuyển biến tích cực ở từng khu dân cư. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên từ cơ sở, tạo khí thế mới, tiếp tục cụ thể hóa, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 và nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đi vào cuộc sống.